Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn về cây lá dứa thơm. Cây lá dứa thơm còn có các tên gọi khác là dứa thơm, cây cơm nếp, cây lá nếp. Cây mọc thành bụi có thể cao 1 mét, đường kính thân từ 1 đến 3 cm, phân nhánh lá hình mát nhẵn, xếp thành hình máng dài 40 đến 50 cm. Rộng từ 3 đến 4 cm, mép không gai, mặt dưới màu nhạt, có nhiều gân, mùi thơm như mùi cơm nếp, để khô càng thơm. Phân bố và thu hái, cây mọc hoang dại và được trồng đặc biệt tại các tỉnh phía Nam để lấy lá tươi hay khô cho vào thức ăn như bánh kẹo. Được thu hái quanh năm. Bộ phận dùng: lá tươi hay khô. Công dụng của lá dứa thơm là nguyên liệu phổ biến trong các món ăn. Người Việt Nam có thói quen sử dụng thêm lá dứa thơm để giúp cho món ăn thêm phần hấp dẫn với hương thơm tròn vị. Đặc biệt, lá được sử dụng trong các món ăn giặt, hương thơm của lá đọng lại trong cổ họng, khiến thực khách nhớ mãi không quên. Khi kết hợp với vị ngậy ngậy của dừa, mùi thơm thanh thanh của lá dứa, thơm càng làm thêm xao xuyến lòng người. Những món ăn sử dụng lá dứa thơm như một thành phần không thể thiếu mà chúng ta có thể nghĩ ngay đến đó là bánh cuốn thịt lá dứa, sữa chua thạch lá nếp, chè lá dứa, chuối nếp nướng lá dứa, xôi lá nếp, vân vân. Ngoài được yêu thích vì mùi thơm đặc trưng thì lá dứa thơm còn được lựa chọn sử dụng vì màu xanh dịu bắt mắt. Các món ăn vừa kích thích vị giác vừa kích thích thính giác thì còn gì tuyệt vời bằng. Còn chưa kể đến lá dứa có nhiều giá trị dinh dưỡng, có tác dụng trong làm đẹp và sức khỏe. Tác dụng chăm sóc sắc đẹp. Loại nguyên liệu này có công dụng làm đẹp không phải ai cũng biết. Nếu như làn da của bạn có bị cháy nắng thì có thể tận dụng ngay lá dứa thơm để làm dịu lại làn da. Các thành phần trong lá dứa thơm có thể chữa bỏng rát do cháy nắng hiệu quả. Bạn ngâm mình vào bồn tắm có hòa lẫn lá dứa sẽ thấy làn da được làm dịu mát nhanh chóng. Ngoài ra, ít ai biết lá dứa thơm còn có thể hô biến mái tóc của bạn trở nên đen mượt hơn. Để tự nhuộm tóc bằng lá dứa thơm tại nhà, bạn chỉ cần đun sôi nấm lá trong nước, rồi để qua đêm cho khô đặc, sau đó dùng nước trái nhào trộn đều lên rồi rội đầu thường xuyên, sẽ giúp mái tóc trở nên đen hơn. Ngoài tác dụng làm đen mái tóc, lá dứa thơm cũng có tác dụng trị gàu hiệu quả. Bạn rửa sạch 7 chiếc lá dứa, sau đó giã nát, thêm một ít nước vào lá dứa, vừa giã xong khuấy đều, sau đó chắt lọc lấy nước cốt, thoa nước cốt này lên da đầu. Sau một thời gian thoa thêm một lần nữa rồi để khô, cuối cùng gội đầu sạch với nước. Thực hiện phương cách này mỗi ngày sẽ thấy tình trạng gàu được cải thiện rõ ràng. Tác dụng làm dược liệu đông y chữa các bệnh phổ biến nhờ những thành phần dinh dưỡng đặc biệt giàu chất xơ, enzyme nên lá dứa phát huy hiệu quả tuyệt vời trong quá trình điều trị. Số căn bệnh thường gặp như điều trị bệnh thấp khớp, bệnh tiểu đường, ổn định đường huyết, giải cảm, giải nhiệt, lợi tiểu, trị yếu dây thần kinh, vân vân. Loại thảo dược quý này hoàn toàn không gây ra tác dụng phụ cho người sử dụng bởi thành phần không chứa độc tố. Vì vậy, chúng ta hoàn toàn không cần lo ngại đến tác dụng phụ khi dùng lá dứa để chế biến món ăn, làm đẹp hay chữa bệnh. Lá dứa thơm có tác dụng điều trị bệnh thấp khớp. Một trong những tác dụng của lá dứa thơm đối với sức khỏe, tinh dầu lá dứa thơm có chứa alkaloid và lycosid, các chất giúp ích trong trị bệnh đau khớp. Do đó, lá dứa mang lại hiệu quả trong việc xoa bóp những vùng bị sưng khớp, đau khớp, đặc biệt là khi được kết hợp với dầu dừa. Cách làm: đầu tiên bạn đun nóng nửa chén dầu dừa với lửa nhỏ. Lúc dầu nóng thì bạn có thể bắt chảo ra và cho 3 miếng lá dứa đã được rửa sạch cắt nhỏ vào, rồi sau đó khuấy đều và để nguội rồi thoa vào vùng bị đau. Tác dụng hỗ trợ điều trị cho người thần kinh yếu. Alkaloid trong tinh dầu lá dứa thơm có khả năng kích thích hệ thần kinh. Vì thế, người bị thần kinh yếu hoặc lao động trí óc có thể bồi dưỡng bằng nước lá dứa để giữ cho bộ não minh mẫn, làm việc hiệu quả hơn.
Cách làm: chuẩn bị 3 miếng lá dứa, đem qua hãm với 3 bát nước sôi, uống đều đặn ngày 2 lần mỗi ngày, vào buổi sáng và chiều để cải thiện hệ thần kinh. Tác dụng: giảm căng thẳng, lo âu. Để giảm bớt những căng thẳng và lo lắng trong công việc hàng ngày, bạn có thể sử dụng nước sắc từ lá dứa. Nguyên nhân và hàm lượng tannin trong lá dứa sẽ giúp bạn cải thiện tâm trạng của bạn hiệu quả. Chính vì vậy, hãy sắc 2 miếng lá dứa với 1 cốc nước và uống mỗi ngày để giữ tâm trạng thoải mái. Tác dụng hỗ trợ điều trị cao huyết áp. Một trong những tác dụng của lá dứa thơm là ổn định huyết áp của cơ thể, bởi vì loại thực vật này có chứa tannin, chất giúp giảm lượng cholesterol trong máu, tránh xơ vữa động mạch hiệu quả. Do đó, bạn chỉ cần uống 2 cốc lá dứa đun sôi mỗi ngày là có thể ngăn ngừa bị tăng huyết áp. Lá dứa thơm tạo cảm giác ngon miệng. Lá dứa thơm sẽ là nguyên liệu thiên nhiên thích hợp với những người gầy gò và biếng ăn. Bạn sẽ cảm thấy thèm ăn và ngon miệng hơn trong các bữa ăn nhờ tinh dầu trong lá dứa mỗi ngày. Hãy chuẩn bị 2 cốc lá dứa đun sôi để uống trước khi ăn 30 phút nhé. Lá dứa có tác dụng trị gâu. Khi da đầu thay lớp quá nhanh sẽ dẫn đến rối loạn và xuất hiện gâu. Tuy không phải là bệnh nguy hiểm nhưng hiện tượng này sẽ làm mất thẩm mỹ, lấy mất sự tự tin của bạn và gây ra nhiều bất tiện khác. Lá dứa sẽ giúp bạn điều trị dứt điểm hiện tượng này một cách đơn giản. Cách làm: đầm nhuyễn 7 miếng lá dứa tươi, khuấy đều hỗn hợp vừa đầm nhuyễn với nửa chén nước sạch. Vắt lấy nước cốt và lọc cặn, dùng phần nước đã lọc thoa lên da đầu và để khô, rồi sau 1 giờ thì thoa lại thêm lần nữa, gội đầu bằng nước sạch. Làm đều đặn cho đến khi hết sạch gâu. Cây lá dứa thơm có tác dụng thanh nhiệt cơ thể, hỗ trợ lợ tiểu. Lá nếp thơm rửa sạch thái nhỏ, chia thành 2 phần bằng nhau, một phần cho vào máy xay để xay nhuyễn với một lượng nước vừa đủ. Sau đó lọc lấy phần nước cốt, phần lá còn lại cho vào nồi đun nhỏ lửa. Đến khi sôi thì cho thêm đường phèn, khuấy tan, tắt lửa. Chờ đến khi nước ấm thì cho phần nước cốt, lá vào. Tiếp tục đun nhỏ lửa cho đến khi sôi thì tắt bếp. Chờ đến khi lá nguội hẳn thì dùng uống. Uống nước lá dứa thơm giúp giảm cân. Nếu bạn là người có xu hướng tìm về các loại nước ép tự nhiên để giảm cân như nước ép bưởi, khổ qua, táo mèo hay cần tây thì lá dứa thơm là một cái tên không thể bỏ qua. Bạn có bao giờ nghe qua uống nước lá dứa giúp giảm cân chưa? Giảm cân bằng lá dứa thơm là một trong những phương pháp tự nhiên an toàn đáng để bạn tham khảo. Hãy sử dụng 10g lá dứa khô rửa sạch pha trà uống mỗi ngày sau bữa ăn để giúp tiêu hóa thức ăn nhanh chóng. Nước lá dứa rất dễ uống, cách làm đơn giản, hiệu quả, dễ sử dụng, đang được rất nhiều chị em phụ nữ ưa chuộng. Sau đây là một số lưu ý khi sử dụng lá dứa thơm. Khi sử dụng lá dứa thơm để chữa bệnh, tác dụng của thuốc phát huy nhanh hay chậm là do thể trạng của mỗi người. Vì vậy, người bệnh nên kiên trì sử dụng. Những bài thuốc từ lá dứa thơm chỉ hỗ trợ điều trị, chứ không thể thay thế thuốc chữa bệnh. Bạn nên kết hợp với phác đồ điều trị của bác sĩ hợp lý. Trước khi sử dụng, nên rửa lá thật sạch để loại bỏ những tạp chất và bụi bẩn. Nếu dùng làm thuốc, bạn nên tìm mua lá dứa khô ở những nơi có uy tín và có thương hiệu bảo đảm. Trên đây là thông tin chỉ mang tính chất tham khảo. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Chúc các bạn luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc.